Đây là cái video mà mình cùng với các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Canva Từ cái cách sử dụng cũng như là các cái ứng dụng của nó trong cuộc sống sẽ như thế nào Chúng ta sẽ dùng nó vào những cái việc gì Và cái tiếp theo đó là chúng ta sẽ làm thế nào để mà kiếm được tiền từ Canva Ngoài cái việc mà các bạn đã ứng dụng trong công việc của các bạn rồi Thì mình sẽ chia sẻ một số các tốt và những cái hướng dẫn Mà team của mình hiện tại đang làm và có thể kiếm được tiền từ Canva Cộng đồng cuồng Canva thì cái chuỗi cái video này thì mình sẽ cố gắng làm với cái tâm thế đó là Mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu và học hỏi Thế nên là mình sẽ giống như là một cái buổi live stream vậy Mình sẽ không cắt ghép video Mà là sẽ là tự học và ngồi và mày mò cùng với các bạn Thế nên là có thể là cái video này nó sẽ hơi dài Mình sẽ cố gắng là mỗi một cái video mình sẽ dừng lại ở mức độ là khoảng tầm tầm 30 phút đến 45 phút Trên một cái video để các bạn có thể dễ dàng mà, mà mình có thể tìm hiểu nhá Ok thì toàn bộ cái video này thì mình sẽ up ở trên cái kênh uh, YouTube chính thức của cộng đồng của Canva. thì nếu bạn nào chưa vào trong cộng đồng này thì các bạn có thể lên trên Facebook và tìm cái cộng đồng có tên là Cuồng Canva tặng tài khoản 1.000 năm. thì ở cái cộng đồng này thì bọn mình có chia sẻ những kiến thức về Canva và nhất là hỗ trợ nhau cái tài khoản Pro để các bạn có thể sử dụng nó miễn phí. một số bạn mà chưa có điều kiện để mà mình mua thì mình có thể là sử dụng cái tài khoản này, mình sẽ share cái tài khoản này cho các bạn và chúng ta sẽ sử dụng nó để trong cái việc mà học tập cũng như là nghiên cứu cái cộng đồng này ở thời điểm hiện tại đang là 229.000 thành viên thế nên là hy vọng là trong thời gian sắp tới thì cộng đồng sẽ còn lớn mạnh hơn nữa và sẽ có nhiều bạn gọi là chuyên gia ở trong cái lĩnh vực này và trong này để có thể hỗ trợ và support những người khác cùng với mình Đấy, hiện tại trong này đang có tầm 35 cái chuyên gia Ok thì bây giờ nhá bây giờ thì mình sẽ đặt vấn đề đó là nếu mà các bạn chưa từng biết gì về Canva chưa từng biết về Canva các bạn chưa từng biết gì về thiết kế đồ họa các bạn chỉ biết là à mình có một cái bài toán là bây giờ mình đang muốn phát triển uh, thương cá nhân đúng không mình đang muốn làm một cái shop hay là mình muốn làm một cái lịch hay là mình là một giáo viên đấy, thì mình sẽ có những cái vấn đề liên quan đến việc mà thiết kế thế thì bình thường thì sẽ có rất là nhiều các cái phần mềm để hỗ trợ chúng ta làm điều này đấy, photoshop rồi là papoy rồi rất nhiều thứ khác hàng, hàng trăm hàng nghìn các cái phần mềm ở trên ngoài, ngoài thị trường thế nhưng mà cái phần mềm canva này thì là một trong các phần mềm mà mình đã sử dụng khá lâu năm rồi và mình thấy là ồ oh, nó là một cái phần mềm mà là thứ mà mình đang đi tìm kiếm tại vì mình là cái thằng làm online uh, marketing và mình biết được là những cái vấn đề mà thường xuyên mình gặp phải là cái gì. Và cái này là một cái mình thấy rất là hay. Ok, thế thì để mà có cái tài khoản này thì các bạn chỉ việc truy cập vào cái trang web đó là canva.com để các bạn tạo một cái tài khoản nhé. Các bạn tạo một cái tài khoản Canva. Việc mà tạo tài khoản này thì nó vô cùng đơn giản thì có lẽ là mình sẽ không cần phải hướng dẫn các bạn nữa. Uh, nhưng mà Canva thì nó dùng được cả trên điện thoại và trên máy tính Thế nên là các bạn nên có thể là nếu mà được á thì có thể sử dụng trên điện máy, máy tính á thì nó sẽ dễ nhất nên là mình tất cả các hướng dẫn của mình á mình sẽ hướng dẫn là trên máy tính nhá. Để tạo một cái tài khoản ấy thì các bạn cần một cái email thì các bạn chỉ cần truy cập vào trang nó là Canva, canva.com. Canva hiện tại bây giờ đang có hai server chính, một là Canva quốc tế, tức là những cái quốc gia uh, mà như là Việt Nam này này, nước uh, À, anh Pháp Mỹ gì đó và một cái server chuyên là của Trung Quốc. Đấy nó chỉ có hai server vậy thôi. Nếu các bạn muốn tham khảo và à, nghiên cứu sử dụng cái ta, cái tài khoản Canva Trung Quốc thì các bạn vào trong Canva.cn nhá. Thì trong này sẽ là những cái Canva ở bên Trung Quốc là một cái server rất là hay. Cái này thì mình sẽ để ở một cái video khác nhá, hoàn toàn khác để mà có thể là chia sẻ kỹ hơn đối với các bạn. Đấy, về cái Canva China này. Đấy, bên mình thì vẫn có đang tặng và cũng như là bán cái tài khoản Canva này uh, phiên bản Pro và giá rất là rẻ chỉ có 250 000 thôi. À, hoàn toàn là sử dụng miễn viễn luôn. À, thì các bạn có thể là lên trên trong trong cái uh, cỡ, cộng đồng hoặc là nhắn tin trực tiếp cho mình nhé. À, thì uh, những cái tài khoản này thì đều được bên mình bảo bảo hành hết. Nên các bạn thao an tâm à, sử dụng. Rồi tiếp theo nhá. Thì để mà tạo một cái tài khoản thì các bạn đăng ký. Nếu các bạn đang sử dụng tiếng Anh á thì các bạn có thể kéo xuống dưới cuối trang này và chuyển nó qua tiếng Việt thì các bạn sẽ dễ dàng làm việc cùng với nó hơn. Đăng ký thì nó sẽ cho các bạn đăng ký bằng uh, tài khoản Google này, uh, bằng Facebook và bằng tài khoản Apple. Nhưng mình khuyên các bạn nên sử dụng email vì email sau này mình có thể đăng nhập ở khắp mọi nơi được điền email điền mật khẩu và là xong thì hiện tại mình đã có tài khoản rồi nên là mình sẽ không có hướng dẫn các bạn tạo tài khoản nữa nhá còn nếu các bạn mà muốn sử dụng ở trên điện thoại thì các bạn vào trong App Store và tải cái ứng dụng có tên là Canva sau đó cũng tạo tài khoản như bình thường Đấy. còn ở trên giao diện của nó thì đây là cái giao diện trang chủ của nó nhưng nó sẽ như thế này nhé tùy một số bạn thì có thể cài đặt nhiều cái nó 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 khác lạ hơn nhưng mà của mình thì nó sẽ như thế này thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn nhìn về cái à bên tay à, tay phải trước nhá bên tay phải thì nó sẽ gồm những cái một đó là từ trên xuống dưới tức là đầu tiên là chúng ta sẽ có cái profile của chúng ta trong này nó sẽ có cái phần là ảnh ảnh đại diện này chúng ta sẽ hồ sơ công khai này cài đặt tài khoản này và chúng ta sẽ có cái đội nhóm các đội nhóm này thì giúp chúng ta có thể làm việc nhóm lập với nhau ví dụ như là mình có một cái nhóm mà có khoảng độ tầm 5 đến 10 bạn thiết kế thì chúng ta sẽ có một cái nhóm và Mọi người có thể làm và chia sẻ với nhau những thiết kế ở trong đó luôn Chúng ta có tải ứng dụng và giới thiệu bạn bè Thì Canva có một cái tính năng là giới thiệu bạn bè để giúp có thể là Các bạn có thể là mời bạn bè vào để các bạn nhận được cái điểm nhé, Nhận được cái điểm thưởng và từ cái điểm thưởng này thì mình có thể đổi thành một số các loại à, à, Thẻ Một số các loại tín dụng đó Để các bạn đã có thể là mua tiếp tục mua cái tài khoản Canva Pro Cái này thì các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn sau nhé Chính sách quyền đến tư và năng suất thì cái này mình sẽ không nói đến sâu hơn ở trong này thì nó sẽ có cái chỗ là tạo thiết kế Đấy. Tạo nhanh một cái thiết kế gì thì các bạn có thể bấm vào chữ tạo thiết kế này Và chọn một số các cái tem template, đây có mẫu Thế cái hay của Canva đó là tất cả mọi thứ, một đó Đó là nó sử dụng hoàn toàn trên trình duyệt web Các bạn sẽ không cần phải tải một cái ứng dụng hay một cái phần mềm gì về, web, về, về máy tính của mình Thế nên là cái việc máy tính các bạn khỏe hay yếu nó không quan trọng Đấy các bạn chỉ có đường truyền mạng là được rồi Tiếp theo là Canva nó sẽ có sẵn những cái mẫu mà dành cho những bạn nào mà không giống như mình này tức là không phải dân chuyên về thiết kế á, vẫn có thể sử dụng được chứ còn lại một số phần mềm chuyên nghiệp á thì cần phải bạn bạn rất là dành về thiết kế rất là chuyên thì bạn mới có thể làm được nhưng mà đây thì không nó sẽ có cái mẫu có sẵn rồi mà thuật ngữ thì gọi là template đấy còn sẵn những cái mẫu rồi và sẽ có những cái icon những cái uh, gọi là các cái element những cái thành phần có sẵn rồi các bạn chỉ việc là kéo thả và đặt thôi nó rất là dễ cái này thì mình sẽ uh, chia sẻ và hướng dẫn các bạn ở những cái bước tiếp theo nhé trong này chúng ta sẽ có phần uh, có cài đặt này thì để chúng ta đi vào nhanh cái phần cài đặt Đấy. rồi dấu hỏi ở đây và cài đặt trong cài đặt tài khoản thì các bạn sẽ có là tài khoản của bạn thì sẽ có tên địa chỉ email và một số các thông tin các bạn điền vào đây một số các cái để tùy chọn màu sắc Đấy. sáng tối Đấy. Đấy. này đăng nhập và bảo mật để các bạn có thể là một đó là đổi mật khẩu hai là chúng ta đăng xuất ra khỏi tất cả các thiết bị mà chúng ta đã đăng nhập Đấy. cái này cũng rất là dễ thôi chúng ta tiếp tục là chúng ta sẽ đến cái phần mà chi tiết liên quan đến đội nhóm thì cái này cũng không quan trọng lắm cũng như là một số các thông tin ở dưới này thì cái này thì mình sẽ để chi tiết cho các bạn sau nhé vì cái này thì nó hơi là rắc rối một tí và nếu mà với các bạn mà mới bắt đầu thì nó cũng chưa cần thiết nhé nên là mình sẽ không không chia sẻ kỹ hơn về điều này nữa tiếp theo là bên tay tay trái ở bên tay trái thì chúng ta sẽ có là một cái thanh ba này để chúng ta đóng đóng cửa mở cửa này thì nó sẽ giúp chúng ta dễ nhìn hơn và chúng ta sẽ có bắt đầu đi hàng ngang hàng ngang menu thì chúng ta sẽ có là trang chủ này chúng ta có cái chỗ là giá mua này chúng ta có cái mẫu này ví à, dụ như mạng xã hội này à, chúng ta sẽ xem đây cái gì là cái mà mình đang cần cá nhân doanh nghiệp tiếp thị giáo dục và nhiều thứ khác nữa Đấy. rất nhiều thứ trong này chúng ta thể khám phá và mẫu đây à, rất nhiều anh em có thể vào trong anh em xem nhé rồi cái mức phí để chúng ta bắt đầu sử dụng canva thì canva có thứ nhất đó là có một cái tài khoản miễn phí cho anh em sử dụng nhưng mà khi mà dùng miễn phí thì nó sẽ bị giới hạn đương nhiên rồi rất là chức năng anh em bị giới hạn thế nên là mình khuyên anh em là ít nhất là nên sử dụng những cái pro mà mình tặng ạ mình tặng thì nó vẫn còn ngon hơn rất là nhiều để tặng là gần như là full tất cả tính năng ở đây rồi còn nếu các bạn có điều kiện thì có thể mua đấy, mua mua tài khoản pro thì nó đưa vào đấy khoảng 12 13 đô gì đó trên một tháng nhưng mà bọn mình, nếu các bạn mua cái tài khoản của bọn mình á, thì chỉ có 250.000 thôi đấy, rất là rẻ à, ví dụ như tài khoản của mình này bạn xem nhé tài khoản của mình nếu mình vào chỗ thanh toán các bạn xem đây mình mua 1 năm đây, để thấy đến 16 tháng 3/2022 là thì hết hạn. Đó. Giá là 179 à, tại vì là team của mình có nhiều người nên là nó sẽ tăng tiền lên một tí, 179 đô cho 1 năm. Đấy, các xem. Lịch sử mua hàng của mình đây này. Thế mình dùng Canva khá là lâu rồi đấy các bạn ạ, từ ngày 18 từ ngày 18 tháng 12/2019 là mình đã trả tiền để mình mua rồi trước đó thì mình cũng cũng hay dùng những cái bản free hoặc đi xin nhưng mà sau rồi mình cần phải dùng nhiều và mình cần muốn có một cái tài khoản nghiêm túc để mình làm việc á nên là mình toàn trả tiền để mua thôi đấy ok nhá à, còn lại nếu bạn nào mà muốn có cái tài khoản pro mà giá rẻ hơn thì các bạn có thể mua ở chỗ mình chỉ có hai trăm rưỡi thôi rồi tiếp theo mình sẽ nói đến cái phần là bên tay trái là từ trên xuống dưới này đầu tiên là cái trang chủ đúng không thế nhưng mà chỗ này nó sẽ có một cái nếu mà các bạn mà mà vào nhiều các cái nhóm khác nhau á thì các bạn sẽ có cái chỗ này cái chỗ này là cái chỗ để mà mình mình chuyển giữa các cái nhóm chẳng hạn như mình là một thằng làm về design và mình làm việc cho hai ba các công ty khác nhau thì mình sẽ có nhiều các cái đội nhóm khác nhau và mỗi một lúc mà làm việc cho đội nhóm nào thì mình lại nhảy vào cái nhóm đấy đúng không thì nó sẽ rất là dễ dàng để cho mình làm việc đấy tiếp theo là cái trang chủ nói rồi tất cả các thiết kế thì ở đây nó sẽ lưu giữ toàn bộ những cái thiết kế của mình gọi nhìn thấy đây rất nhiều cái thiết kế của mình nó sẽ nằm hết đây đấy. lịch sử các thiết kế nó sẽ nằm ở đây nó cũng khá là dễ dùng đúng không Đấy, các thiết kế nó sẽ nằm ở chỗ này Đấy. Đấy. tiếp theo là các cái thiết kế gần đây Đấy. tất cả thì như thế nhưng mà gần đây thì nó là những cái này ví dụ như mấy cái hôm nay mình mới làm cái thùng bài youtube các kiểu này thì nó sẽ nằm ở đây Đấy, đã chia sẻ với bạn tức là cái phần mà những người khác chia sẻ với mình ở trong canva này nó sẽ có một cái tính năng cực kỳ hay đó là người này có thể chia sẻ cho người kia ví dụ như mình làm xong cái thiết kế này mình gửi tặng các bạn thì mình chỉ bấm chia sẻ thôi là các bạn có thể sử dụng luôn được cái mẫu đấy luôn, đấy. Đấy thì những cái thiết kế mà các bạn gửi cho mình đây. Tiếp theo là cái thư mục. Thư mục là một cái cụng rất là hay là ở chỗ là mình có thể tạo những thư mục và mình lưu giữ những bức ảnh của mình trên này để mình có thể làm tài nguyên cho cái việc mà sử dụng sau này. Ví dụ như là đây. Đây ảnh của nho đây Đấy. Có rất nhiều ảnh của mình trên này để mình có thể làm những cái thiết kế. Trên này thì nếu các bạn mua bản Pro thì các bạn sẽ được 100 GB. Nhưng mà nếu mà các bạn mà kiểu đi xin á các bạn vào trong cộng đồng của mình để xin cái tài khoản đó thì các bạn không nên up nhé bởi vì sau này mà bị mất là sẽ mất luôn cái dữ liệu này ok cái thùng rác là những thứ mình đã xóa chỗ à, này hình ảnh các thứ đã xóa thì nó nằm trong này rồi tiếp theo là cái à, chúng ta sẽ đến cái trung tâm đóng góp mà các bạn không được quan tâm nhé bởi vì cái này là nó là một cái phần khá nâng cao nên là không phải tài khoản nào cũng có rồi chúng ta sẽ đến là đội của mình Mình có thể mời thêm thành viên trong đội đây ví dụ các bạn muốn mời thêm một hai người nữa vào trong đội thì nó sẽ tăng số tiền lên Đấy, nếu các bạn mua ấy, thì sẽ tăng số tiền lên. Tiếp theo là chỗ công cụ bộ thương hiệu. thì ví dụ như là mình có một cái thương hiệu là Big Men thì à, thì mình rất là hay sử dụng. thứ nhất là đó là cái logo. cái thứ hai là cái màu thương hiệu tức là lúc nào cũng là cái bộ màu này thì mình có thể chọn ở đây. tiếp theo là hệ phông chữ lúc nào cũng là phông chữ này thì mình sẽ cài sẵn ở đây để sau này khi mà mình sử dụng là mình chỉ việc ấn áp dụng cái là nó sẽ thay đổi theo theo cái bộ thương hiệu của mình luôn. cái này khá là hay đây nha mạng ví dụ như các bạn muốn các bạn có một cái mẫu mẫu có sẵn ở trên chẳng hạn như bây giờ mình vào nhá chẳng hạn như mình có một cái mẫu có sẵn như này ví dụ như này đi bây giờ mình muốn chuyển qua thành cái thương hiệu của mình thì mình chỉ việc là qua cái chỗ là 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 cái logo này và chuyển toàn bộ sang logo của mình và mình thêm cái thương hiệu ở đây thôi cái kiểu nội dung thương hiệu của mình đây là cái này đấy này là xong không? nó rất là nhanh đấy đây là cái uh, uh, bộ thương hiệu của mình này là cái phông chữ và cái màu mà có sẵn thế như vậy là nó tự nhiên nó chuyển từ một cái thiết kế của người khác thành một cái thiết kế của mình ngay lập tức tốc độ rất là cao đấy thì đấy là cái mà bộ thương hiệu thì cái này các bạn phải có tài khoản pro mua thì mới mới có chức năng này nhá bạn nào mà cần thì ebook cho mình còn là cái mà mình tặng cho các bạn thì nó sẽ không có chức năng này nhá tiếp theo là cái công cụ kế hoạch nội dung là như nào tôi một số bạn mà dùng nó để mà ứng dụng trong cái việc mà xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình á tức là hàng ngày mình đăng bài đăng bài đăng bài thì mình có cái này ấy thứ nhất là mình có thể kết nối trực tiếp với lại cái tài khoản của mình luôn Đó, sau này mình kết nối trực tiếp với tài khoản Facebook của mình ấy hai là mình có thể lên một cái lịch ở trong này Đã, như là cái ngày này thì mình đăng cái gì là ngày phô mai ngày có khách của ốc này đúng không ngày uh, gì ngày gì này buổi đêm giao thừa này Đã, nó sẽ có sẵn này rồi mình thích mình chọn rồi bấm đây thôi tết dương lịch này Đã, mình chọn chẳng hạn chọn này đi Đã, thì nó ra luôn thiết kế cho nó gợi ý cho mình luôn thì mình có một cái mình có một cái gọi là uh, cho các bạn xem nhá có một cái lịch tất cả thiết kế được chia sẻ với bạn đây mình có lịch đây là ba ngày còn của mình đây Đó. có cái lịch như này à, mỗi một ngày nhá mỗi một ngày thì nó sẽ có sẵn sẵn cho các bạn rồi à, nó sẽ có sẵn cho các bạn hết từ từng ngày nào đăng cái gì đăng cái gì đăng cái gì mà mình sẽ có sẵn như vậy các bạn xem nhá đây là chẳng hạn như là à, ngày ngày này này À, thì sẽ đăng cái gì này chụp một cái ảnh góc làm việc của bạn này à, tiếp theo là một ngày hôm sau thì là viết một cái bài chia sẻ về một cái mẹo vặt hay một cái tip này à, rồi là cuối tuần thì có một cái video vui gì đó tạo động lực này rồi à, tức là mình có hẳn một kế hoạch như vậy cho các bạn trong một năm nhá và cái này thì các bạn nếu các bạn thích thì có thể mua nó với giá là 499 nghìn thì sau khi mà mua các bạn được được cái bản kế hoạch này nhá và một cái kế hoạch cứng đặt ở bản cái này thì mình đang thì in rồi mấy hôm nữa thì xong thì mình sẽ cho các bạn xem một cái lịch để bàn và các bạn sẽ được một cái tài khoản Canva Pro, đấy, Tức là mua một được ba, bạn sẽ được ba cái món như vậy, một cái file mềm, một cái file cứng để bàn cho đẹp và một cái tài khoản Canva Pro để vào trong này thích chỉnh sửa gì thì chỉnh sửa đấy. thì đấy cũng là một cái mà bên mình đang làm trong cái hệ sinh thái của mình là tức là một cái sản phẩm mà ngoài đời thực của Canva, một cái ứng dụng thật sự luôn. rồi tiếp theo mình sẽ quay đến cái chỗ tải lên đây tất cả những cái ảnh tải lên thì nó sẽ nằm ở đây, là mình muốn tải cái gì lên thì mình nằm ở đây. thì mình cũng có sẵn một cái kho một cái kho gọi là siêu to khổng lồ luôn đây các bạn nhìn thấy trên màn hình này Đấy tại vì là canva nhiều khi á, là nó sẽ có những cái element hoặc là những cái icon mà nó nó thiếu nó không có và nó nó không phải thứ mình thích để cho mà thế các bạn muốn áp lên thì gọi áp lên thông qua đây tiếp theo là ở giữa ở giữa ở giữa thì kia đầu tiên là các bạn sẽ có cái chỗ nút đó là các bạn bấm vào đây Đấy thì gọi áp ảnh lên cho nhanh cho chỉnh sửa một cái bức ảnh cho nhanh Đấy à, đây thì bấm tải lên này lên cho nhanh này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái là à, bắt đầu từ một tệp, có ngay là sửa ảnh rồi. Ở đây chúng ta muốn làm cái gì mà tìm kiếm á, thì mình sẽ điền vào đây, mình sẽ viết vào đây. Chẳng hạn muốn đăng một bài đăng Facebook thì mình sẽ tìm là đúng không? Thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều thứ, mình chọn là bài đăng Facebook kích vào, là thì sẽ tự động nó sẽ ra một cái danh sách các mẫu. Thích cái gì thì mình sẽ bấm vào đấy, đúng không? Chẳng hạn mình thích cái này đi thì bấm vào đây. À, mình bấm vào thì nó ra luôn này. Bây giờ mình chỉ việc sửa cái thông tin này thôi hoặc là mình muốn sửa thành thương hiệu của mình thì mình bấm vào chỗ kiểu và mình bấm vào nút này các bạn thấy không nó sẽ thành cái thương hiệu của mình luôn còn nếu mà các bạn xây dựng nhân các bạn sẽ biết là nó sẽ đi dài nó sẽ đi dài và khi mà nhìn thấy cái màu đấy nhìn thấy cái chữ đấy nhìn thấy cái phong chữ đấy là đã biết là là của ai rồi đấy nếu các bạn để ý các bạn thấy ví dụ, chữ của Google nhìn phải biết ngay nếu các bạn là trong giới đồ họa họ sẽ biết đấy nha mình lấy ví dụ như vậy thì đấy là ở cái chỗ mà à, ở giữa này ngoài ra chỗ này các bạn sẽ bấm một nút cho bạn này, sẽ gợi ý rất nhiều thứ à, những thứ liên quan đến thuyết trình à, mạng xã hội này Mạng xã hội như là Instagram hoặc là Facebook này rồi chúng ta sẽ có đến video này chúng ta sẽ có video các kiểu này video chỉnh chiếu video TikTok video cho Pinterest trên uh, Instagram rất nhiều thứ trong này YouTube nữa rồi đây là sản phẩm mà có thể in ra được đây là cái lịch treo tường này danh thiếp này dán này stick này bill Tiếp, thiếp này tờ rơi này rất nhiều thứ các bạn thích làm gì các bạn chọn đấy thôi thẻ quà tặng này một cái thư này những thứ liên quan đến tiếp thị này tiếp thị này rồi quà tặng này văn phòng phẩm này Đó. rất nhiều thứ trong này mình sẽ đến cái chỗ là tiếp thị này Đó. quảng cáo in ấn này văn phòng này đây là văn phòng này sơ yếu lý lịch này ví dụ như các bạn đi xin việc các bạn muốn làm một sơ yếu lý lịch thì trong này có lập kế hoạch thư đấy bản đồ tri thức rất nhiều thứ hay ho trong này. Đấy. Sang năm thì bên mình sẽ tổ chức và làm rất nhiều các cái sản phẩm đây. sổ ghi nhớ. Rồi ở bên này là một số các thứ khác, một số cái như là bây giờ có rất nhiều cái mới Để lịch nhé. Có rất nhiều cái mới, ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái chuyện tranh này. Chúng ta sẽ có những cái như là những cái phong nền cho cho Zoom này, nó rất nhiều cái trong này. Để khám phá này nó sẽ có cái mẫu như là mẫu nền ảo cho zoom này, đấy, nền ảo này cho zoom luôn. Nếu mà học trực tuyến đó thì mình sẽ có những cái nền để background sau đó mình sẽ sử dụng những bức ảnh này. đấy thì đấy là cái chỗ ở giữa trong cái video này thì các bạn đã biết được tài khoản Canva là gì và một số các cái thao tác cơ bản ở trên giao diện ở Canva. Ở những video sau thì mình sẽ làm những cái hướng dẫn chi tiết từng bước một xem là ví dụ như là làm logo thì làm như thế nào rồi trang trí kênh YouTube thì như thế nào từ cái ứng dụng thực tế cũng như là nhất là cái cách để giúp chúng ta được kiếm được tiền từ Canva Ok thì nếu anh em thấy cái video này hay thấy cái kênh YouTube này hay ở đây cái kênh của họ mình nhá Cảm ơn các bạn rất là nhiều hãy tham gia vào cộng đồng cuồng Canva để nhận tài khoản Canva Pro miễn phí Cảm ơn các bạn rất là nhiều bye bye